Đúng rồi sao? Thì bắt đầu chị mới làm. Bóc hết mỡ đúng không? Làm sạch hết rồi. Đấy, láo mật rất là thơm. Chào các bạn nhé, cảm ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở trên đường Lương Văn Chi. Mình đang đứng trước quán 6 Lòng Hàng Củi, có địa chỉ là 26 đường Lương Văn Chi. Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy đây, hôm nay là đầu tháng, mọi người đến đây ăn rất là nhiều. Hôm nay có khi là mình phải mua về nhà ăn thôi. Thì hôm nay đông lắm, đang thấy mọi người đứng đợi rất là đông rồi. Chúng ta di chuyển vào trong. Này, không gian quán các bạn nhìn thấy đúng chưa? Chị còn có đầy đủ các loại món này. Phía trên này các bạn nhìn thấy đang tầm ở trong, mọi người ngồi gọi là đông hết rồi. Một cái nồi sóc rất là nóng hổi, tuyệt vời, quá nóng luôn.
Đây bạn nhìn thấy ở phía trong thì mọi người đang ngồi gọi là kín hết vào rồi. Tầm này khoảng tầm 8 giờ hơn một chút. Đây là một cái trại. Đang cái lúc vắng khách nên là chị sẽ thái những đồ ra. Trên đĩa tổng hợp nhé. Xong rồi phía tiệc này. Nhìn những cái đồ rất là ngon. Xong có phía cho em phía xào nữa nhé. Em ăn thấu đuôi nhé. Vâng. Đĩa thập cẩm thấu đuôi. Vâng. Đấy, xong rồi. Hơi sắt cho bạn để 6 người.
trong á. Cấu đuôi này các bạn, món cấu đuôi, một trong những món ăn rất là ngon. Cấu đuôi trao nhé, rất là giòn luôn. Anh ngồi đây nhé em nhé. Nó bé này. Ngồi đây nhé, ba người nhé. Tầm mọi người đến đây rất là đông các bạn nhé. Ngồi đi. Bán muối có 2 người sao ấy chị ạ? Năm nhá. Ờ, bán có 5 người sao làm được ạ? Có tiền em ơi. Cháu là cái gì, có lút à? Không, cháu làm trên YouTube ạ. Tiếp canh Lạng Sơn nhé. Vâng. Vâng, gửi tiền đấy nè. Bác cháu làm nó. Bác cháu làm một bác cháu làm nhé. Bác cháu tôi mang về này.
các bạn có thể nhìn thấy nhá, ở đây đã kín full bàn rồi, nên là bây giờ mọi người mua đem về rất là nhiều luôn. Các bạn đến muộn một chút là gọi là chật bàn luôn. Vừa mới quay xong rồi, bây giờ sẽ thưởng thức đi. Hôm nay hai anh em đầu tháng đi làm tí cháo lòng tiết canh nhé. Đây là lòng non này. Ăn. Lòng non rất là dày. Đây đều là trộn hết. Ra thì mình cũng có thích ăn mắm tôm các bạn nhé. Nên nhiều bạn cũng bảo là tại sao ăn mắm tôm, mình thích ăn mì canh hơn. Đấy là cái cách ăn của mỗi người thôi. Cả bò rất giòn luôn. Chàng đấy, làm miếng chàng đấy bạn ơi. Chàng béo ngậy. Miếng lòng đi này. Lòng thì chấm thì tuyệt vời đấy. Thấy không? Giòn lắm, quán ăn giòn. Này, rồi tiết này anh em ăn ở quán này ăn rất là béo luôn. Nhìn không? Béo tuyệt vời. Một cung tự giới thế nào à? Béo, đầy mồm không? Cơm thế này. Từng bát cháo lòng vừa mới ra nhá, nóng hổi luôn này. Lòng của chị để hết bên dưới, ăn phải đảo lên. Bát cháo lòng ở đây là 20.000, là 25.000 nhá. Một dấn đấy. Đây này. Đảo lên này thì nó mới đều được. Ngon chưa? Thôi thưởng thức đi. Nè. Thêm thịt, tí nhân thịt vào này. Đó, ăn thêm tí này vào cho nó. Thêm tí rồi vào. Thôi các bạn nhá. Ui dồi, hôm nay anh em đi đầu tháng làm tí cháo lòng tiết canh. Nhưng mà không ăn tiết canh nha, chỉ muốn cháo lòng thôi. Làm một bát này với một suất này ăn quá no luôn. Thực sự là các bạn nhá, ở quán này của chị các gần như các món đều ăn đều rất là ngon. Nó giòn. Đặc biệt là món dồi này. Món dồi ăn rất là béo luôn. Thôi bạn nào chưa từng thưởng thức thì ghé đến quán cháo lòng Hoàng Củi của chị nhé. Bây giờ video của mình xin tạm dừng đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái số tiếp theo.